Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng với tựa đề: Với người miền Nam, bông vạn thọ sáng sắc thần mặt trời. Tết, có em sinh ở Sài Gòn sau 1975, cha Bắc, má Nam, hỏi: Sao người miền Nam thích bông vạn thọ quá vậy? Nghe câu hỏi, tôi cũng chợt tỉnh người. Bao năm tháng sinh trưởng, nào là ngày mùng 1, rằm mỗi tháng, nào là ngày tảo mộ, ngày Tết, tôi sống trong sắc màu bông vạn thọ dâng cúng, trưng bày. Vậy mà chưa từng thấu hiểu, sao người miền Nam tôi lại chọn bông vạn thọ để tỏ tấm lòng dâng cúng ơn trên, cõi dưới, bày trí làm đẹp hương sắc đời người. Hồi tuổi nhỏ, mỗi dịp tháng chạp về quê ngoại xóm giảng Gò Công, đất đồng nước mặn thời đó cứng khô. Người quê tôi sau vụ gặt, ruộng cạn nứt nẻ, nước ngọt quý như vàng, vậy mà vẫn dành tưới vài cây bông vạn thọ chuẩn bị cho dịp trưng bàn thờ ngày Tết. Lòng trân quý bông vạn thọ linh thiêng và bền chặt của người quê tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác, không dám nói là thần thánh như loài hoa cúc biểu tượng của thiên hoàng Nhật Bổn, nhưng chắc chắn bông vạn thọ là sắc hương tỏa rạng được người quê đồng bằng miền Nam rước vào nhà như cũng thỉnh đại diện cho thần ánh sáng mặt trời. Theo Wikipedia, bông vạn thọ, họ bông cúc, chúng có nguồn gốc tại khu vực kéo dài từ Tây Nam Hoa Kỳ qua Mexico và về phía Nam tới khắp Nam Mỹ. Được biết đến với tên chung là cúc vạn thọ, không nhầm với cúc chi Cosmo hay cúc vạn thọ Mexico, Cambesuchi, cúc vạn thọ châu Phi. Khi đọc thông tin trên, tôi bất ngờ vì biết bông vạn thọ không phải là bông bản địa. Dù bất ngờ nhưng tôi thấy mừng, vì lẽ khi ưa chuộng bông cúc vạn thọ là người miền Nam chọn đúng tinh thần di dân mở cõi. Du nhập rộng cửa, mọi sản vật khác biệt miễn là phù hợp với lòng người, luôn sẵn ý thức gọi mời cùng đến với cõi bao la. Đất Nam muôn ngàn sắc, trời Nam tươi mới nắng vàng. Hãy nhìn từng đóa hoa bông vạn thọ mà coi, cũng chẳng là luôn tròn đầy sung sức màu nắng nhiệt đới sao? Chẳng phải là từng cánh bông tựa vô nhau, chắc nịch như đất phù sa phì nhiêu sao? Chẳng phải là cốt cách đơn giản màu như lòng người chân chất sao? Chẳng phải là luôn nở hướng lên cao để nhắc nhớ tánh khiêm thuần làm người cho xứng kiếp được thành người với cõi linh hiển cao diệu sao? Miền Nam tôi ngày nay, những ngày cúng, ngày Tết các chợ lớn, nhỏ bán bông vạn thọ. Ở Sài Gòn, mỗi chợ hoa Tết luôn có bông vạn thọ giữa đủ các giống bông ngoại nhập, và bông vạn thọ luôn là loại có giá thấp nhất, rẻ đến mức có lúc tôi nghĩ sao mà người quê cứ trồng hoài loại bông ngày một tàn phai, quên lãng trong lòng thế hệ trẻ cả nông thôn và đô thị. Nhìn lại bức tranh xưa, cảnh người đô thị xứ Bắc hưởng xuân với hoa thủy tiên, hoa lan, hoa đào. Ngay cả người Nam cũng may mà còn thương thích hoa mai vàng, huệ trắng. Đương nhiên, bông vạn thọ vẫn được trân trọng bên bàn thờ người quê, dân tỉnh miền Nam, nhưng câu hỏi vẫn là phải chăng lòng trân trọng thương thích một loại hoa bông hiển hiện lâu đời trong văn hóa lễ Tết người miền Nam cũng sắp đứt gãy, bứt lìa trong lòng thế hệ mới như nhiều nét đẹp truyền thống khác. Vấn đề là
không phải chọn bông gì để đại diện cho tấm lòng mình trong ngày lễ trọng văn hóa truyền thống, mà chính là không có hoặc linh tinh mơ hồ ý thức và tấm lòng chọn phẩm vật khế hợp bản tánh đất xanh và trời dưỡng của cộng đồng mình. Ngày sau, với thập cẩm xà bần đổi thay mang danh hiện đại, nếu dẫu bông vạn thọ không còn hiển hiện trân trọng lễ Tết nữa, nhưng sự tinh lọc chọn bông vạn thọ của người miền Nam tôi vẫn luôn luôn sáng trưng màu hoa mang sắc nắng ấm từ tâm hồn và tình yêu người phương Nam. Mùng 2 Tết Tân Sửu, 13 tháng 2 năm 2021.